Ơi, chán quá. Trời ơi, muốn bỏ hết tất cả, không làm gì nữa trơn á. Bà đang bị stress, công việc khó khăn quá trời luôn. Gì mà rắc rối này đến rắc rối khác chán ghê á. Kiếm việc nào việc nhẹ mà hưởng lương cao á. Gì, cho bà này hả? Là có cái đó là làm việc nhẹ hưởng lương cao đúng không? Cái gì vậy? Lấy qua coi coi. Trời, rồi tự nhiên đem cái nón lá qua đây làm chi? Đem đưa nón lá đây rằng tính đi làm cái gì? Làm gì mà việc nhẹ hưởng lương cao? Trời, bị đòn quá thiệt luôn á. Trời ơi, bà đang stress mà con không an ủi mà con còn troll ba nữa vậy á. À, ok, tôi nói vậy thôi chứ tôi cũng vẫn cố gắng nè.